quý vị và các bạn đến với thông tin thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nên các khu vực trong tỉnh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Một số địa phương vùng núi do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió yếu trên cao nên trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng. Các địa phương vùng thấp nắng nóng gay gắt. Dự báo trong những ngày tới, khả năng sẽ có một đợt mưa trên diện rộng bao phủ các khu vực trong tỉnh. Mưa dông thường đi kèm các hiện tượng cực đoan như là mưa đá, lốc xoáy và gió thật mạnh, sét đánh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ra ngập úng tại các khu đô thị. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, gió bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.